Em xin chào thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến. Em tên là Lê Hoàng Đại Khoa, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EDX. Hôm nay em xin trình bày về môn phương pháp học tập chủ động. Nội dung bài tập là nói thẳng. Thì cái kỹ năng nói là một kỹ năng rất là quan trọng trong kinh doanh, giao tiếp và đời sống thường ngày. Nó giúp chúng ta là truyền đạt đi những cái ý kiến, những cái suy nghĩ của mình để giúp cho mọi người hiểu hơn, để công việc diễn ra một cách trơn tru và thuận lợi thì chúng ta cần nên nói thạo, nói khéo. Vậy thì nói thạo là gì? Nói thạo là nói một cách rất là lưu loát, rõ ràng, logic, truyền đạt những cái quan điểm, những cái ý kiến của mình một cách dễ hiểu và xúc tích nhất cho người nghe. Những người mà có tài ăn nói thì thường là sẽ gặp thuận lợi hơn trong cái công việc và cuộc sống. Họ biết được là đâu là cái thời cơ thích hợp để có thể trao đổi và họ sẽ đổi những cái giọng cũng khác đi tùy vào từng đối tượng. Có thể là trong gia đình, trong trường học, trong công ty, cơ quan hay là công cộng, hoặc là cái nói ở trên màn hình máy tính hay máy điện thoại cũng đều nói kiểu khác. Nói thạo là khi chúng ta có một cái sự tự tin, có một cái vốn từ và giúp những người nghe hiểu được ý của mình. Giống như là khi em còn học ở cấp 3 thì trường em là có một cái nhà đa năng thì hay tổ chức những cái chuyên đề, những cái sự kiện. Thì những cái sự kiện đấy sẽ đặt ra những câu hỏi. Thì là em thì rất hay là giơ tay lên để trả lời. Thì những cái kiến thức đấy cũng chỉ là cái kiến thức đời sống bên ngoài bình thường thôi, nên là nó khá là dễ. Nên là em giơ tay lên thì trả lời sẽ được quà. Nó lại còn giúp cho em tự tin hơn và không kiểu là không còn bị ngại ngùng như các bạn khác. Nhưng mà chắc tại là học ở trường EDX là vẫn chưa quen lắm, nên là vẫn chưa dám giơ tay phát biểu, thì em sẽ cố gắng hơn. Nói cũng là có thể được, cũng có thể là kể chuyện, đọc văn, đọc dẫn và viết cũng là một trong những phương thức để nói. Khi nói thì phải nhìn vào mắt người khác. Chúng ta cần phải chủ động trong mọi tình huống, bắt lấy những cái cơ hội để giúp chúng và hoàn thiện nó thật tốt. Chúng ta phải hướng tới cái sự tuyệt hảo. Nói thạo thì có thể là nói ở trước đám đông, hoặc là cái vật thể lạ như là các cái máy quay, các cái máy điện thoại. Thì là chúng ta vẫn còn hay mắc một cái những cái vấn đề, những cái rào cản chúng ta, đấy là ấp úng. Chúng ta kiểu nên nói mà chúng ta không được thân thiện, không được tự nhiên hơn. Chúng ta lại không dám giơ tay lên để phát biểu trước cái đám đông đấy, rất nhiều người mà chúng ta lại không dám, hoặc là chưa dám gặp mặt để nói chuyện với các thầy cô. Chúng ta còn hay bị ảnh hưởng là cái thói quen, nên là chúng ta hay bị một cái vấn đề là ngại giao tiếp, ngại là mở lời trước, thì hoặc là hay là ấp ừ để có thể cho qua. Chúng ta còn hay mắc một cái lỗi nữa, đó chính là cái nói vòng vo, nói khó hiểu, nói mãi mà làm người khác không thể hiểu nổi. Chúng ta có thể
ta còn nói là chưa hấp dẫn, chưa nhiệt tình lắm, nói thì thều thào mà chậm. Chúng ta thiếu cái sự tiết tấu, cái nhấn nhá và cái diễn cảm của mình. Chúng ta là vì không có một cái vốn từ và một cái kiến thức nhất định nên là chúng ta không thể có cái không có quan điểm riêng, và cũng là nếu mà có thì cũng hay là không thể bảo vệ được quan điểm của mình. Chúng ta còn rất là hay thiếu vốn từ và hay bị lặp lại những cái từ ngữ. Chúng ta còn là nói thì quá ít, quá ngắn, lại còn nói bé thì lại làm cho người khác là không đến nghe cái gì, không vang xa, chỉ nói ở trong cái vòm miệng. Còn nói quá to thì lại thành người giống như kiểu người thô lỗ, và nói nhiều thì chúng ta lại cảm thấy mệt, bị khô họng và phổi lại khó thở. Và rất hay có một đặc điểm nữa, đấy chính là học sinh bây giờ là hay bị hỏi và trả lời như kiểu là một con robot, rất là kiểu cứng ngắc và căng thẳng, hỏi sao trả lời đấy, và không biết nói những cái từ diễn cảm cả. Tiếp theo là khi mà chúng ta giới thiệu về cái bản thân của mình trong các cuộc hội nghị hoặc là trên trước lớp thì cũng còn chưa được tốt lắm. Chúng ta vẫn còn rất là rụt rè, thiếu một cái sự tự tin và thiếu các câu chuyện về bản thân mình. Không biết mình nên bắt đầu từ đâu, phải làm gì, phải làm như thế nào. Nên là chúng ta sẽ rất hay bị luống cuống và run. Giống như em hôm mới đầu vào khai giảng của trường EDX, lúc mà em lên giới thiệu về bản thân thì em run, em sờ tay vào bàn, run hết cả tay chân. Nhưng mà sau khi mà ở tiết cô Hải nữa thì giúp em tự tin hơn. Giờ em sẽ nói được tự tin như thế này là em cảm thấy đấy là một điều rất là tốt rồi. Chúng ta còn hay bị mắc một cái lỗi nữa, đó chính là hay lặp đề. Chúng ta còn bị ngại quá, bị run quá nên là hay nói lắp. Vậy thì muốn trở thành một người giao tiếp tốt, nói khéo, nói thạo thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Thì chúng ta cần phải biết là mở lời trước, học hỏi và tích lũy cho mình một cái tích lũy và rút ra những cái kinh nghiệm từ các cuộc nói chuyện với các bạn khác hoặc là các thầy cô hoặc là nói trước đám đông. Ta cần phải sử dụng những cái ta cần phải sử dụng cái giọng của mình để có thể tạo ra sức hút. Cách diễn đạt của mình thì cũng phải nói tròn vành và rõ, tròn vành rõ chữ. Thì là tròn vành rõ chữ thì lại là gì? Thì nó được hiểu là chúng ta phải nói một cách rõ ràng, không úp mở, nói và cách phát âm phải rõ chữ hơn. Đặc biệt là cũng phải cần chú ý đến cái hoàn cảnh, cái thời điểm và cái địa vị của cái người mà mình đang nói chuyện. Mình phải nếu mà mình không xác định được cái độ tuổi và địa vị thì chúng ta nên hạ một cái bậc của mình xuống để có thể lễ phép hơn và lịch sự hơn. Vậy thì chúng ta phải rèn luyện như thế nào để có thể chúng ta còn phải nếu mà chúng ta muốn có một cái kiến thức vốn từ tốt, một cái kiến thức tốt thì chúng ta nên đọc thêm những cái cuốn truyện và sách. Muốn nói tốt thì phải nói nhiều, chúng ta cũng phải luyện giọng. Em thấy là trên mạng bây giờ rất là có những cái lớp dạy nói giao tiếp, nói thuyết trình bằng cách là tập thở bằng bụng để có thể
nói lâu hơn, nói rõ hơn, nói to hơn và nó khỏe cả người. Chúng ta cũng phải hỏi nhiều, hỏi theo cái kiểu là truy vấn của thầy Hùng, hỏi đi hỏi lại, hỏi sâu đến tận gốc. Chúng ta cũng phải thay đổi cái giọng nói trong nhiều trường hợp khác nhau, sử dụng các phương thức tư duy để có thể hiểu hơn. Chúng ta cũng phải luyện cười, luyện cho mình cái body language để có thể cười hơn mỗi khi mình giao tiếp, mình thuyết trình hay là mình nói. Chúng ta cũng phải nên hỏi các ý kiến của người khác và cũng hãy tự hỏi về chính mình để có thể trau dồi những cái kiến thức, và chúng ta sẽ có những cái vốn từ và cái kiến thức sâu hơn và tốt hơn. Thì khi mà chúng ta giới thiệu về bản thân thì nên sử dụng các cái động từ hoặc cái tính từ. Ví dụ như là em tên là Khoa, em là một người có cái hướng ngoại, em rất là cá tính và sáng tạo đó. Chúng ta chỉ cần dùng thêm mấy cái từ ngữ động từ và danh từ thì sẽ rất là hay hơn. Chúng ta cũng hãy thêm cho mình những cái câu chuyện khi mình giới thiệu về bản thân thì sẽ làm cho mọi người cảm thấy cuốn hút hơn. Khi đưa ra một cái vấn đề phải khi đưa ra một cái vấn đề chúng ta phải khiến cho mọi người tranh biện về nó. Ta sẽ khơi gợi cái vấn đề bằng một cái giọng đọc diễn cảm và cộng thêm một cái mặt cười. Chúng ta nên nói ít cái thông tin phụ, cái chi tiết ra, chỉ nói những cái thông tin cơ bản và chính để có thể cho mọi người tự hiểu, cho mọi người tự suy luận, tự suy nghĩ và tự phản biện về những ý kiến của nhau. Chúng ta nên hạn chế khuyên nhủ nữa vì sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó chịu và không thích. Tóm lại thì cái nói thạo và nói khéo sẽ giúp chúng ta tốt, nói năng tốt hơn, lưu loát hơn, thuận lợi hơn trong công việc, trong giao tiếp. Vì vậy thì chúng ta mọi người nên phải tích cực rèn luyện cho mình một cái thói quen này, nói năng lưu loát, và nó sẽ giúp cho chúng ta là nó sẽ phục vụ chúng ta tốt hơn trong với công việc, và chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội trong cuộc sống cho bản thân mình. Em xin hết.